Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022. Trong chương trình thời sự tối đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Quỹ Châu Thành long trọng tổ chức lễ công nhận hoàn thành quỹ nông thôn mới năm 2021. Trà Vinh đã có trên 51.700 trường hợp mắc COVID-19 đã điều trị khỏi, chiếm trên 84,6% tổng số ca mắc COVID-19 đã được phát hiện. Chuyên đề nghe người dân nói, phản ánh hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước thúc đẩy phát triển trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 3, Quỹ Châu Thành long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lê Giang Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Với số phát điểm khá thấp, Châu Thành từ một huyện thuần nông, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 33% dân số. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đưa tốc độ kinh tế xã hội phát triển bình quân trong giai đoạn năm 2010-2020 đạt trên 10% trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Tỷ trọng nông nghiệp đạt gần 44%. Từ đó đưa thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 52 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm hơn 22% so với năm 2011. Hiện nay, huyện Châu Thành không còn xã đặc biệt khó khăn. Để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Châu Thành đã phát huy tính dân chủ và quy động tổng nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp hơn 622 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Huyện có nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chủ lực là lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ, lúa tôm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các loại giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trồng màu, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, mang lại lợi nhuận trung bình từ 110 đến 170 triệu đồng trên hecta. Thay mặt tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, thay mặt ban chỉ đạo tỉnh, tôi đề nghị huyện quan tâm thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như sau. Thứ nhất, huyện hoàn thiện kế hoạch tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Xem các tiêu chí như một hệ thống tiêu chí hoàn chỉnh để đưa huyện Châu Thành phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững trên cả hình thức lẫn nội dung, để việc xây dựng nông thôn mới trở thành động lực quan trọng, đúng thực chất đưa kinh tế xã hội huyện nhà phát triển. Thứ hai, Đảng bộ huyện Châu Thành phải biết phát huy hơn nữa các lợi thế riêng sẵn có để tạo động lực tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Là huyện rất có tiềm năng về kinh tế nông nghiệp, du lịch, sản phẩm ô cốp, vân vân. Là huyện tiếp giáp thành phố Trà Vinh, nhân dân huyện Châu Thành có truyền thống đoàn kết yêu nước, truyền thống lịch sử hào hùng, là nơi khởi xướng nhiều phong trào của tỉnh và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Do vậy, Đảng bộ huyện phải biết phát huy các lợi thế đó để tuyên truyền tập hợp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và phát triển toàn diện kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Tại buổi lễ, huyện Châu Thành đề ra chỉ tiêu nâng chất các xã và huyện nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất của người dân, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ và quy mô hơn. Phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Châu Thành tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định 230 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, góp phần làm chuyển biến rõ nét đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong huyện. Chiều ngày 28 tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 cho gần 200 cán bộ đảng viên công chức viên chức trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu quán triệt học tập kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, triển khai thực hiện quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, đối với kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13,
có 4 điểm mới, đó là mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm suy thoái tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn, kết hợp hài hòa giữa xây và chống, yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo, tính từ năm 2016 đến năm 2020, cả nước có hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa bị xử lý kỷ luật. Trong đó có hơn 15.000 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có hơn 8.000 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và hơn 1.700 đảng viên có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về triển khai thực hiện quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, cơ bản giữ nguyên 19 điều của quy định số 47 trước đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, quy định số 37 có sự điều chỉnh, sắp xếp lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi, có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt xây dựng hai điều mới là điều 3 và điều 13 là bổ sung, sửa đổi các quy định để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Cũng trong chiều 28 tháng 3, Thành ủy Trà Vinh tổ chức triển khai học tập quán triệt kết luận và những quy định của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và triển khai một số quy định của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư cho đảng viên đang công tác tại các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022, đặc biệt là được nghe báo cáo về kết quả, hạn chế và nguyên nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và những điểm mới trong quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Việc tổ chức học tập quán triệt kết luận của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và triển khai một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ giúp cho mỗi đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và đối với công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2022. Hôm qua, 28 tháng 3, tại huyện Cầu Kè, Quỹ học bổng Vừa A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu phối hợp với tỉnh đoàn Trà Vinh, Sở Dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình trao học bổng Vừa A Dính và học bổng Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu năm học 2021-2022 cho học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer và con cán bộ quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh. Những năm qua, Quỹ học bổng Dự A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu đã trao nhiều suất học bổng rất có ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Hoạt động của Quỹ học bổng Dự A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu thể hiện sự chăm lo của xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các em học sinh là con em của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Từ những năm qua, Trà Vinh có 680 học sinh được nhận học bổng Dự A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Riêng tại chương trình này, Quỹ học bổng Dự A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu đã trao 110 suất học bổng trị giá 110 triệu đồng. Trong đó có 20 suất học bổng dành cho con em cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh và 90 suất dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các huyện trong tỉnh. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Dự A Dính, chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu cho biết, Quỹ học bổng Dự A Dính được thành lập 22 năm đã mang đến hàng chục ngàn suất học bổng cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Ngày 28 tháng 3, giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2022 đã bước vào thi đấu những nội dung cuối và bế mạc trao giải. Qua 8 ngày tranh tài sôi nổi, các huy chương vàng của 7 nội dung thi đấu giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm nay đã có chủ. Trong đó, đội tuyển bi sắt Trà Vinh xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Ngoài ra, huy chương vàng nội dung đồng đội nam thuộc tuyển bi sắt tỉnh Vĩnh Long, huy chương vàng đồng đội nam nữ thuộc đội bi sắt quân đội, huy chương vàng đồng đội kỹ thuật nữ thuộc đội tuyển bi sắt tỉnh Bình Dương, huy chương vàng đồng đội kỹ thuật nam thuộc đội tuyển thành phố Đà Nẵng và huy chương vàng đồng đội kỹ thuật nam nữ thuộc về thành phố Hồ Chí Minh.
giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2022 do tỉnh Trà Vinh đăng cai. Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu cấp quốc gia được tổ chức hàng năm. Tham dự giải năm nay có 185 vận động viên, trong đó có 83 vận động viên nữ và 102 vận động viên nam thuộc 16 tỉnh thành ngành trong nước. Trong đó, đơn vị Trà Vinh tham gia giải với 13 vận động viên, gồm 7 vận động viên nam và 6 vận động viên nữ. Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh cho biết, kết quả xét nghiệm chiều hôm nay, ngày 29 tháng 3, tỉnh Trà Vinh đã phát hiện thêm 128 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 17 ca ở huyện Tiểu Cần, có 43 ca ở huyện Càng Long, có 56 ca ở thị xã Duyên Hải, có 1 ca ở thành phố Trà Vinh, có 3 ca ở huyện Cầu Ngang, có 3 ca ở huyện Duyên Hải, có 2 ca ở huyện Châu Thành, có 3 ca ở huyện Cầu Kè. Như vậy, trong cả hôm nay, Trà Vinh phát hiện 738 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đa số các trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện trong cả hôm nay đều trong cộng đồng. Đặc biệt, trong số này có 22 ca chưa được tiêm vaccine, số còn lại đều được tiêm từ 1 đến 3 mũi vaccine COVID-19. Như vậy, tính đến chiều hôm nay, tỉnh Trà Vinh đã phát hiện gần 62.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 52.000 ca đã được điều trị khỏi. Và đến nay đã có 297 ca tử vong do nhiễm COVID-19. Hiện nay, Trà Vinh còn trên 1.000 trường hợp đang được điều trị COVID-19. Kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2022, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 2.074.044 liều vaccine phòng COVID-19. Dân số 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 700.755 mũi đạt 100.4%, mũi 2 689.701 mũi đạt 98.8%, mũi 3 566.199 mũi đạt 81.1%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 98.647 mũi đạt 102.5%, mũi 2 94.348 mũi đạt 98%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 2.072.586 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đạt tỷ lệ 99.9%. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để giảm nghèo nhanh, vừa là tiền đề bứt phá trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp tiến tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Hành trình giảm nghèo sau 30 năm đổi mới và phát triển. Nhớ lại những ngày đầu tái lập tỉnh năm 1992, Trà Vinh còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế xã hội. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi hơn 2/3 diện tích bị phèn và nhiễm mặn. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, số lao động không có việc làm còn cao. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ hẹp, nghèo nàn so với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lúc bấy giờ, tỉnh có đến 6% lao động thất nghiệp, hơn 10% lao động thiếu việc làm, dẫn đến hậu quả có 20% hộ đói, 40% hộ nghèo, với GRDP bình quân chỉ đạt 730.000 đồng một người một năm. Để giải quyết bài toán khó khăn đó, từng bước ổn định đời sống kinh tế cho người dân, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều chính sách quan trọng như vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động xã hội hóa cùng vốn ngân sách xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi, thực hiện chính sách giải quyết việc làm và sau đó giảm nghèo. Kết quả qua hơn 10 năm thực hiện những chính sách này, tỉnh Trà Vinh đã xây dựng và sửa chữa hơn 18.500 căn nhà tình nghĩa, trong đó có trên 10.000 căn được xây dựng mới và bàn giao 10.000 căn nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ xây mới hơn 22.300 căn nhà cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách và pháp luật về an sinh xã hội của Trung ương, của tỉnh ngày càng hoàn thiện, phù hợp với điều kiện từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các đối tượng thụ hưởng ngày càng mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên, nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực an sinh xã hội ngày càng lớn, được tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác. Các lĩnh vực an sinh xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Qua số liệu thống kê cho thấy, bình quân mỗi năm Trà Vinh giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động, xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp được ổn định, hài hòa, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống ở các xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tập trung đầu tư. Các chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin được triển khai thực hiện hiệu quả, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và liên tục,
Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%. Với cái sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành các cấp của tỉnh, trong đó có ngành lao động thương binh xã hội, thì trong suốt 30 năm qua, tỉnh ta luôn đạt được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,5% một năm, với cái mức GDP bình quân vào cái thời điểm cuối năm 2021 là 63 triệu đồng trên một người, tăng như vậy 86 lần so với cái năm 92. Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu đặt ra trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh sẽ quyết tâm thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để người có công và thân nhân có mức sống từ trung bình khá trở lên so với địa bàn nơi cư trú, huy động các nguồn lực xã hội để làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách về giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất. Phấn đấu đến cuối năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 0,5%, để Trà Vinh là một tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như nghị quyết tỉnh đảng bộ đã đề ra. Thưa quý vị, không có đảng, dân không biết đường đi. Đó là câu nói của nhiều bà con đồng bào dân tộc Khmer mà chúng tôi nghe được trong những chuyến công tác về thăm vùng đồng bào dân tộc trong thời gian gần đây. Điều này càng khẳng định tính hiệu quả của những chính sách của đảng và nhà nước về phát triển trong vùng đồng bào dân tộc, cũng như sự tin tưởng của đồng bào đối với sự lãnh đạo của đảng. Phóng sự sau đây được thực hiện tại cầu ngang vào của Châu Thành, ghi nhận lại vấn đề này. Đây là căn nhà của gia đình bà Lâm Thị Ánh ở ấp Dòng Lước, xã Đà Lộc, huyện Châu Thành, được xây dựng từ chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở của nhà nước, giúp gia đình bà Ánh mua lại phần đất mà trước đây phải thuê mướn để xây dựng nhà ở. Có quyền sở hữu đất ở, có nhà được xây dựng kiên cố, đó chính là bước ngoặt để gia đình bà ổn định cuộc sống, bởi an cư mới lạc nghiệp. Cứ từ đó tới giờ bao nhiêu chục năm từ đời mẹ luôn, tới đời con luôn. Vẫn đông lúa, thấy được nhà nước hỗ trợ này á, thì mình mới được khỏe, nó không có đông lúa, không có lo lắng nữa. Cũng mừng, được quyền sở hữu của gia mình, có giấy quyền sở hữu gia mình cũng mừng. Chứ hồi xưa cũng lo lắm, gia đình được phấn khởi mà cũng mình được tiến triển lên. Hiện nay, toàn xã Đà Lộc, huyện Châu Thành, địa phương có trên 79% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, thì những chính sách hỗ trợ phát triển trong vùng đồng bào dân tộc chính là đòn bẩy quan trọng để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào, và chính sách đó đã và đang mang lại hiệu quả cao. Xã Đà Lộc thì những năm trước là xã chương trình 135 được thụ hưởng rất là nhiều các cái chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Trong cái thời gian qua thì xã cũng đã triển khai đến giáp tay người dân, hỗ trợ cũng cho rất là nhiều cái hộ dân trong vùng đồng bào và dân tộc của chúng ta. Khi mà đã được hỗ trợ nhà nước quan tâm thực hiện các cái chính sách thì người dân có cái sự an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Từ đó thì góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Đà Lộc cũng đã được công nhận là xã văn hóa nông thôn mới trong năm 2021. Nếu mà không có đảng, dân không biết đường đi, rất là nhiều cái chính sách của đảng, nhà nước đã hỗ trợ không hoặc cho vay về cái vốn sản xuất này kia nọ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số rất là nhiều chính sách. Nói chung thì dân tộc thiểu số ở đây thì được hỗ trợ đó để phát triển về kinh tế đời sống rất là rõ rệt. Cũng là một địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, trong những năm qua, nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển trong vùng đồng bào dân tộc mà đời sống của bà con xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang không ngừng được nâng lên. Nhiều hộ dân đã thoát nghèo cho biết, chính những chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp của nhà nước đã giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trước hết thì cũng gia đình cái nằm diện hộ nghèo. Rồi sau đó nhờ chính quyền địa phương với chỗ ủy ban á,
có hỗ trợ cho mình một cái số vốn, rồi để chăn nuôi bò. Rồi thì nhờ qua đó thì chỗ mà chăn nuôi bò thì mình cũng có tích lũy lại được một số vốn để mà vươn lên cái khó nghèo của mình. Thì để tương lai mình để tiếp tục để phấn đấu vươn lên để càng hơn để mà nuôi con này kia trưởng thành. Thì Đảng nhà nước rất quan tâm đối với hộ nghèo và cận nghèo. Thì trong cuộc sống thì cũng nhờ các cấp đoàn thể, Đảng nhà nước quan tâm thành ra giúp đỡ mấy hộ nghèo để có điều kiện vươn lên. Trước mình cũng còn khó khăn, thì mới đầu thì cũng hỗ trợ chuột đất được 30 triệu. Rồi cái chuột đất xong bắt đầu cái làm 2 năm, khấm khá lên cái bắt đầu cái đầu tư vô mua bò. Cuộc sống hiện tại so với trước đây thì nó có khấm khá hơn. Về kinh tế thì coi như là được đổi mới. Cùng với chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người dân, thì những chính sách đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng thiết yếu, nhất là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, cũng có tác động rất lớn trong phát triển kinh tế, đời sống của bà con, vùng đồng bào dân tộc. Có cầu, có đường, rồi có ấy cũng nhà nước cũng hỗ trợ như đầy đủ. Năm 2021 mới làm lộ xong, rồi dân ta cũng mừng, có dù có đường xa rồi đưa con đi lên trường học đó thì nó cũng dễ chút đó. Rồi từ đó rồi như lúa thóc, rồi có đường, thương lái thì nó cũng không mấy gì ép giá. Hồi trước á, thì đi lội lên sình bông, bây giờ thấy là nhà nước là làm con lộ này rồi á, con em đi học cũng dễ, rồi đi ruộng cũng dễ, vận chuyển lúa thóc bán thì cũng dễ, cho nên dân rất là phấn khởi. Trà Vinh có 59 trên 106 xã phường thị trấn, có từ 20% trở lên dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Và nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển vùng đồng bào dân tộc, nên đời sống của đồng bào trong tỉnh không ngừng được nâng cao. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.